Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tin Thời Sự. Sau đây là nội dung chi tiết. Asian Cup UAE Qatar, sai lầm khó tin ấn định phút bù giờ. Hai đội đã tạo ra một trận đấu hấp dẫn, nhưng đội tận dụng tốt hơn đã giành chiến thắng. Bầu không khí của trận đấu này được dự báo trước sẽ rất căng thẳng và quả nhiên không ngoài dự đoán, UAE và Qatar đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với nhau sau cuộc khủng hoảng chính trị năm 2017 và ngay từ những pha chạm bóng đầu tiên, các cầu thủ Qatar đã nhận được những tiếng la ó dữ dội từ các cổ động viên chủ nhà, những người đã gần như lấp kín gần 40.000 chỗ ngồi trên sân vận động, trong khi Qatar ước tính chưa có đến 60 cổ động viên. Dù vậy, Qatar chơi ép sân ngay từ đầu và tỏ ra khá hiệu quả trong việc bịt chặt các cơ hội phản công của UAE. Họ cũng không có nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm ngoài cú sút xa bị bắt gọn phút 12 của Bodiat. Nhưng phút 22, một pha phản công tưởng chừng sẽ bị ngăn cản của Qatar lại mang đến bàn thắng. Cú sút xa của Khâu Khi ở bên cánh phải tưởng chừng không khó, nhưng thủ môn Essa mắc sai lầm nghiêm trọng khi để bóng lọt tay đi vào lưới. Choáng váng, UAE phải tấn công và Ai Hamadi đã có một cú đánh đầu thoải mái ở phút thứ 27 nhưng đi thẳng vào thủ môn AICS. Trong khi chân sút chủ lực Makhop có cú đội đầu chệch cột dọc trong thế bị kèm sát chỉ 3 phút sau. Trong lúc hàng công chưa kịp tạo ra hiệu quả, hàng thủ UAE cũng như những tên hề để cho ba cầu thủ Qatar bật tường bên cánh trái trước khi Ahmad Ali băng xuống cứu lòng chân phải đưa đội bóng dội cột xa đi vào lưới. Đó là phút thứ 37, 2-0 cho Qatar. Ahmad Ali có bàn thứ 8 từ đầu giải và cầu trưởng sân Mohamed Bin Zayed chết lặng chưa hết hiệp. Sang đến hiệp thứ 2, UAE dồn lên tấn công nhưng không tìm được bàn gỡ mà còn để thủng lưới thêm. Phút thứ 80, Hassan Ayhedot nâng bản tỷ số lên thành 3-0 và Hatmi Isamer kết thúc giấc mơ của đội chủ nhà với bàn thắng ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2. Không những vậy, chủ nhà UAE còn bị đuối người ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2 khi Imai Ahmed phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Chung cuộc, UAE thua Qatar với tỷ số 0-4 và kết thúc hành trình tại Asian Cup 2019. Các bạn nhớ đăng ký kênh Tin Thời Sự để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Và đừng quên like, chia sẻ, bình luận ý kiến của các bạn. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tin Thời Sự. Sau đây là nội dung chi tiết. Hạ knockout UAE trước 4 vạn cổ động viên nhà, Qatar dính mưa vật thể lạ. Qatar dính mưa vật thể lạ vì hạ nhục đội chủ nhà UAE với 4 bàn không thể gỡ. Với chiến thắng 4-0 trước đội chủ nhà UAE, Qatar đã chính thức góp mặt trong trận chung kết với tuyển Nhật Bản vào ngày 1 tháng 2 tới đây. Những người lập công giúp Qatar đánh bại đội chủ nhà UAE là Boubalem Khâu Khi, Ahmad Ali, Hassan Haydot và Hamid Ismail. Trong số tiền đạo 22 tuổi, Ahmad Ali có bàn thắng thứ 8 tại giải đấu với tình huống nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, bàn thắng này của Ali đã khiến 4 vạn cổ động viên UAE thực sự nổi giận. Rất nhiều vật thể lạ đã được ném xuống sân trong lúc các cầu thủ Qatar ăn mừng bàn thắng, trong đó có cả những chiếc giày. Có khả năng lớn, UAE sẽ bị phạt rất nặng vì hành vi phi thể thao của các cổ động viên có mặt trên sân. Trong khi đó, với pha lập công này, Ali đang có nhiều khả năng giành ngôi vua phá lưới tại giải đấu. Nếu có thể tiếp tục ghi bàn vào lưới Nhật Bản, Ali hoàn toàn có thể nâng cao thành tích. Đối với Qatar, đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước này ghi danh vào trận chung kết Asian Cup. Trong khi đó, Nhật Bản có cơ hội lần thứ 5 đăng quang tại giải đấu. Các bạn nhớ đăng ký kênh Tin Thời Sự để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!